Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Giai đoạn 2016-2020, ngành thông tin và truyền thông đã tập trung thực hiện chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả hết sức khả quan. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp. Mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển nhanh chóng, vững chắc. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và đời sống xã hội. Đặc biệt, chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách của xã hội, từ trung ương đến địa phương. Riêng tại Đà Nẵng, ước tính đến cuối năm 2020, tổng doanh thu toàn ngành thông tin truyền thông thành phố đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành là 8,03% một năm. Tỷ trọng đóng góp trong GRTV thành phố năm 2020 là 4,75%. Hội nghị đã nghe tham luận đề xuất của các bộ ngành đơn vị địa phương, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2021-2025, gồm 8 nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực IT, tiềm lực khoa học công nghệ 4.0, chủ động thu hút đầu tư, huy động vốn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.